Mở bàn ly trà sữa đi hả? Mở bàn ly tôi đi trà sữa. Có ai hỏi tôi gì không? Có. Không có ai hỏi gì thì mình cũng sẽ cho thôi. Có. Đây ạ. Đây ạ. Ai đây? Mình mới hát hôm sớm mà. Ai có ai hỏi tôi gì không? Có. Xin mời. Almost. You learning Vietnamese? And you yes definitely yes. Oh, cảm ơn em. Cảm ơn em. Tặng thôi hả? Trời ơi, tặng này sao mình tặng lại trà sữa nó kìa. Quà tướng này ở tấm lòng em nhé. Đây em ạ. Không, cho chị hỏi. Chị hỏi hả? Cho Tường xin một cái microphone cho chị ấy. Hỏi. Cho Tường lấy nước của Tường đi. Cho mình một cái micro cho chị này. Sau hôm nay thì quý vị đâu có đi đâu hả? Thì mình cứ ngồi thoải mái với nhau ở đây chứ ha. Không phải gọi đúng không? Không phải gọi. Qua đêm. Qua đêm. Hết sức bình tĩnh con, từ. Chào Tường. Chào cả nhà. Hôm nay nhân dịp Giáng sinh thì chúc mừng Giáng sinh mọi người trước. Để chị có một câu hỏi của em. Thật ra là chị đi sâu em cũng nhiều rồi, nhưng mà cái cơ hội để được hỏi ấy hầu như là không có. Chị chưa hỏi em lần nào hả? Hỏi một lần ở Đà Lạt. Đây là lần thứ hai. Rồi. Chị cứ nói lớn lên đi, em có quan một chị đâu mà. Ủa? Mọi người có nghe được không ạ? Dạ. Thế là như thế này, như em đã từng nói là tuổi trẻ trong mình trải nghiệm. Trời, tự nhiên chị điếp liền, ngày hôm nay vui vậy chị điếp. Không điếp tí nào. Không điếp. Tức là khi mà mình có nhiều trải nghiệm, thì qua thời gian ấy. Trong video của chị này lớn hơn một chút xíu mình này. Sắp, sát vào. Ok. Khi mà mình gặp một cái sự cố trong cuộc sống ấy, có người sẽ chỉ cho mình là có cách 1, cách 2, cách 3 để giải quyết vấn đề. Nhưng mà không ai chỉ cho mình cách đầu tiên, đấy là phải bình tĩnh. Khi mà mình gặp nhiều cái biến cố không phải như thế, thì mình biết cách bình tĩnh, bình thản trước những cái sự cố như vậy. Thì chị thấy em tức là cũng có qua nhiều thời gian, chị thấy em có nhiều thay đổi. Tức không phải là thay đổi về tính cách, nhưng mà mình có cách trưởng thành hơn. Đấy cũng là một thay đổi. Thì khi có khi nào mà em nghĩ là khi mà mình càng ngày càng bình tĩnh, bình thản hơn trong cuộc sống, tự nhiên đến một lúc mình lãnh cảm. Lãnh cảm à? Tức là mình bị lãnh cảm với mọi thứ xung quanh ấy. Ê, học bình tĩnh nó khác lãnh cảm vậy chị? Đúng, nó khác nhau, nhưng mà có lúc nào mình bị nhầm lẫn giữa hai cái đấy không? Tức là mình thấy mọi thứ diễn ra xung quanh nó lên nó xuống, nhưng mà mình bình thản thì có phải là vô cảm. Đúng rồi. Trời, sao tự nhiên Giáng sinh mà ta, sao tự nhiên cái câu nó điếp vậy ta? Cho chị uống trà sữa đi em. Có. Cho chị thoải mái lại. Ok. Mà tìm đời đó. Không, ra đây là câu hỏi chị muốn hỏi em. Để muốn được quà. Không, sao em? Cảm ơn. Không, em muốn tặng chị. Okay, không phải là bởi vì chị hỏi em cho nên em. Tại vì em biết chị là Mai Trang Nguyễn, đúng không? Chị luôn đem theo cái máy chị chụp em, đúng không? Và em có xem những tấm hình của chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Hy vọng là thế là cái sự tương tác giữa idol và fan ấy. Dạ, dạ. Cũng là một cách để mình sẽ lại gần nhau hơn, và Tường sẽ tạo nhiều cơ hội cho mọi người hơn, tức là sẽ không làm mất quá nhiều thời gian đâu. Ok, chị cảm ơn. Trời, câu hỏi chị khó quá. Không. Câu hỏi chị khó. Có nghĩa là chị đang hỏi là khi mà mình gặp một cái vấn đề gì đó thì giữa cái việc mà mình bình tĩnh với cái mình lãnh cảm, nó có một cái ranh giới rất là mong manh, đúng không? Thì Tường thì Tường thấy là chắc
chắc chắn là hai cái điều đó nó khác nhau quý vị. Chắc chắn là nó khác nhau. Một cái người bình tĩnh nghĩa là người đó vẫn đang enjoy cuộc sống, đang tận hưởng cuộc sống theo cách nó đang là. Mặc dù nhiều khi là cuộc sống nó, theo cái cách mà nó đang là, nó chưa chắc là cái mà mình đang muốn. Nhiều khi là mình đang ở cái chỗ trục nhất trong cuộc sống của mình mà mình vẫn cảm thấy là ok, tôi chấp nhận như là cuộc sống đang là, chứ không phải là nó nên là. Nhiều khi mình nghĩ là ừ, đáng lẽ là hôm nay là cuối năm rồi, 2022 rồi, và đầu 2022 mình đã đặt cho mình là giảm 5kg, 10kg, trong người mình phải có vài cuốn sổ tiết kiệm. Nhưng mà đến cuối năm rồi thì mình chỉ giảm được có 2kg thôi, và mình ăn lại 1kg nữa, nghĩa là mình chỉ có giảm được 1kg thôi. Và đầu năm thì mình bảo là mình sẽ tiết kiệm được 10 cuốn sổ tiết kiệm, nhưng mà bây giờ nhìn lại nó chỉ mới có một sổ thôi. Thì cái người bình tĩnh là cái người mà họ vui với cái đang là hiện tại, nghĩa là ok, tôi vẫn tán thưởng bản thân tôi vì tôi đã giảm được 1kg và có được 1 cuốn sổ tiết kiệm. Và mình sẽ không quá buồn bã vì là có thể là mình hơi tự đánh giá cao bản thân mình là mình có thể làm được gấp 5 lần như vậy, gấp 10 lần như vậy. Còn cái chuyện vô cảm đôi khi nó là cái cách để mình trốn tránh vấn đề thôi. Trốn tránh nghĩa là mình không đón nhận cái đau mà mình cũng không đón nhận niềm vui. Mình đang trốn tránh tất cả. Thì cuối cùng mình sẽ rơi vào một cái trường hợp là kể cả khi cái cơ hội tốt nhất đến với mình, hạnh phúc nhất đến với mình cũng không biết. Bởi vì mình đã không thật sự sống ở mỗi khoảnh khắc đó. Cho nên là tóm cái lại là em thấy mình đừng phức tạp hóa đó quá, mình cứ sống thôi. Và là từng hay nói là không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời liền, và không phải câu hỏi nào cũng miễn phí để cuộc đời trả lời mình, mà mình phải trải qua những cái va vấp, những cái mọi thứ trong cuộc sống để mình tự tìm lại câu trả lời. Và Tường thì không buy in vô câu chuyện là Tường khuyên người khác phải làm cái gì, bởi vì Tường thấy là cái người đó sẽ trở thành cái người thầy của chính mình. Chỉ có mình mới trở thành thầy của mình thôi, mới tìm dẫn dắt, cái sự dẫn dắt là trong chính người đó thôi. Chỉ có người đó mới biết được là cái sự thật nào mới đúng với mình, và chỉ với mình thôi, chứ không đúng với người khác được. Yeah. Thôi trời ơi, có cái ly trà sữa mà chị. Chị điếc với em quá, thôi hát hát anh ơi. Từ từ đi con, hát cái đã. À, tặng quà đúng không? Thank you. Dạ, em chào Tường. Em là Bảo Hân, em gái của chị Bảo Trân đấy ạ. Chị thì chị Bảo Trân về nước được một tuần rồi, nhưng mà tại vì chị bị ốm nên là không có đến để nghe Tường hát được. Em nên là em có món quà để tặng Tường thay cho chị ạ. À, em học lớp mấy rồi? Em học lớp 8. Hồi lớp 8 mà em với Tường còn sớm. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị Bảo Trân với em luôn nha. Cảm ơn em. Dễ thương quá. Ở trên lầu chào Tường nha. You have a question? Okay. You like music? Yes, why not? Okay, why not? I'm impartial to music. Okay. Oh, what? I'm impartial to music. I'm not against it. I don't like it. I don't hate it. Okay. Yes. So, but you're not a big fan of it. You're a real man, man. Mở mở cái này của anh lên này. Xin chào anh. Where are you from? Yeah. You look dangerous, like businessman, right? You're a businessman. Yes, I'm a businessman. Cho cái mic của anh này lên đi. Micro không tốt à? Micro không tốt đấy. À đúng không? Anh có micro được không? Okay. I'll use yours. I can stand next to you and or sit next to you and use yours. So
Actually, my question is a very simple one, and I will proceed to ask it in Vietnamese, mostly because I want to practice my Vietnamese with you. Please be aware that I'm a very shy person. Okay. Xin lỗi, chuyên nghiệp của tôi rất thông thoại. Okay. Question. My question is, bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 30 tuổi. 30 tuổi. 30 tuổi, ok. Tôi hiểu. Xin cảm ơn. Thì, bao nhiêu tuổi? 31. 31 năm. 31 tuổi. 31 năm. 31 tuổi. 31. 31. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. And that's it? That's it. My unfortunately my vocabulary is very limited. I have a it's very okay, very I can understand and everybody can understand you. I have a very very rich Vietnamese vocabulary of about 20 words. 20 words. Yes. Can you name it? Yes. Okay. Toi Yuen. Toi Yuen. Toi Yuen Vietnam. Toi Yuen Vietnam. Okay. Toi Yuen Thịt Bò. Toi cái gì? Thịt bò. Thịt bò. À thịt bò hả? Đón. Trời ơi mới ra đá bóng tưởng là anh chơi tập bóng. Đón không đón. Ngon không ngon. À đúng rồi không. Mostly that's it. That's applause for them. Come on. I've been living in Vietnam for about 3 years or 4 years. Every year, I've managed to learn 5 new words. Mm. Thank you. Yes. Where are you from? If you can guess. Yeah, you can guess. I'll be very, very impressed. What? If you can guess, I will be very, very, very impressed. Unfortunately, I don't have any impressed people. Forget it. Don't need to impress. I don't need to impress people. Okay. So where are you from? I'm from Lebanon. 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 Liban. Liban. Yes, my country is very small. Just a country of 4 million people. But you come here for business. And, correct. Do you have company here? What? Yes, I have many companies here. Oh. Wow. Yes, and I contribute a lot. So how did you know about me? Or you go with your girlfriend or no, I, your friend? No, I'm a big fan of yours. I don't understand the words, but I got them translated, so I understand. I like your voice. Oh my goodness! Anh ấy đang cầm một cái bài. Em ơi, quý vị ơi. Oh my God, is this your language? No, this is French, because I speak French too. Yes, French is... Oh my God, can you sing for me? Am I? I cannot sing it, but I can just read the words. Just do it. Chérie, depuis combien de mois sortons-nous ensemble? Bébé, combien de temps ai-je traversé dans ma vie? Wait for me. Cho từ đầu chữ. Am I? But then, calm down. Just relax and let you out. Take it easy, man. Okay. Okay. Chérie. Bình tĩnh. 30 tuổi hả chứ? Chérie. Wait for me. Okay? Let me do this. Em ơi, mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Em ơi, mình đã qua bao nhiêu sóng gió. Thôi bỏ đi. Nhưng mà các bạn ơi là anh ấy đã dịch từng câu một qua tiếng Pháp rất là dễ thương rồi. Từ thì không biết tiếng Pháp rồi. Someday teach me French. Yeah. Yes. See, I'm very aspiring. I'm a very big fan. You know, it doesn't take someone to know the language to recognize a great voice. Oh, thank you. Okay. Sorry, I will sing this song for you. Oh, thank you very much. Thank you. Xin lỗi, anh tên gì? Anh tên gì? What's your name? Tôi là John. John? John. John. But they call me John in Vietnam. No, not John. John is just, you know, a little insect. Okay. Cho ảnh cái trà sữa đi. I hope you like blue tea.
You're not a big fan. I do like nothing. I do like nothing. Không đúng. You do like. I do like. You do like. Okay. Không đúng không đúng. Drink it all. Thank you. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn anh Jun, John. Anh 31 tuổi. Một bài hát. Một sáng tác của Tường. À, em tặng quà. Lời đầu tiên anh xin phép được chào mèo và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Thảo Chi, em đến từ Hà Tĩnh ạ. Hiện tại em đang là sinh viên năm nhất và đây là lần đầu tiên em được mèo gần như thế này. Em xin chia sẻ một chút, đó là em đã yêu mèo, là em đã là FM từ năm lớp 6 rồi, tức là từ The Boy Queen 2016, từ những tập đầu tiên, và cho đến nay thì em xin cảm ơn mèo vì đã là một người truyền động lực cho em để em có thể cố gắng học tập hơn, bởi vì là chỗ em ở là một vùng nhà quê, một vùng nông thôn nhá, rất là như kiểu trên núi, nhưng mà kiểu vì yêu mèo nên là em nghĩ là cách dễ nhất để mà được gặp mèo đấy là ra Hà Nội học để hôm nay em được đây và gặp mèo. Thì ngoài ra thì mèo là một người lan tỏa cái năng lượng chữa lành cho em rất là nhiều, mặc dù là còn rất nhỏ nhưng mà em cũng có những vấn đề của cá nhân mình, và nhờ có mèo thì em đã gọi là vực dậy được. Nên là em muốn nói với mèo là dù là kiếp sau ra nhau, nhưng mà em biết là trái tim của em vẫn sẽ nhận ra mèo và sẽ mách bảo em là à, thì ra đấy là người mà em đã yêu thương từ rất nhiều kiếp sống trước đây rồi. Em xin cảm ơn mèo rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em và em yêu mèo. Rồi em ạ, ngay ngày đầu tiên luôn. À thế à? Vâng. Vâng em. Ờ ông em. Kiếp sau nhé. Kiếp sau gặp lại. Hẹn hỏi tổng kiếp sau. Lấy đường quá luôn ấy. Nhưng mà em chưa nói là em tên gì. Em nói em Thảo Chi. Em tên Thảo Chi. Thảo Chi. Thảo Chi. Quê em đã ở miền quê là Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh là miền quê hả? Ở một vùng nông thôn của Hà Tĩnh. Một vùng nông thôn. Thế là ba mẹ em làm nghề gì? Ba mẹ em làm nông ạ. Ba mẹ em làm nông. Thế em biết làm nông không? Dạ không. Em không biết đâu. Đừng hỏi nữa. Cảm ơn em. Ủa kiếp sau biết có gặp không à? Cảm ơn em. Chứ mà thật sự mà nói là Tường quá ngưỡng mộ cái sự nghĩ xa của em á. Thiệt. Tại vì Tường Tường cũng là người thích nghĩ xa, nhưng mà em xa lắm luôn á. Kiểu như em rào từ mấy kiếp trước rồi không, em rào từ mấy kiếp sau nữa. Nhưng mà Tường hiểu, bởi vì là em cũng em mới là 20. Em 20 chưa? Em chưa đúng không? Thì giống như là cái tình yêu đầu đời ấy, em mình sẽ cảm giác là tất cả những cái lời hứa, những cái lời nói nó rất là thiêng liêng và nó nên thiêng liêng em ạ. Bởi vì giống như một cái cảm xúc hay là một cái, mình không nói là tình yêu, bởi vì chưa chắc mình đã biết yêu là gì đâu. Tường mãi cho đến bây giờ Tường những người yêu gần đấy của Tường mới biết là thế mới gọi là yêu. Có nghĩa là và từng rất là ngưỡng mộ, cũng như là xin em hãy lưu giữ cái tình yêu của mình dành cho Tường và cho cuộc sống nó thuần khiết như vậy. Nó cũng có thể là một cái lời hứa rất là ngô nghê, hay là một cái
gọi là một cái, mình cũng có thể gọi là một cái ảo vọng cũng được, nhưng mà nó cho mình hy vọng, cho mình niềm tin và cho mình một cái gọi là trong những lúc mình không biết lối đi nhất, thì cái thứ mà mình ảo vọng đó nó cho mình một cái sự ánh sáng chẳng hạn. Còn tường hả? Chứ sao tường không ở trái đất nữa đâu? Tường á, tường phải nói cho em nghe là càng ngày tường càng hiểu ra là tường có nói trong Have a Ship, trong một cái interview, một cái phỏng vấn là cuối cùng thì tường hiểu ra được là tùy vào cái duyên của mỗi người mà chúng ta sẽ có những cái bài học khác nhau, nhưng mà cuối cùng là chúng ta ở đây tất cả mọi người chỉ để học thôi, để học, để người đó tự rèn nắn mình, cái tính cách của mình, cái thái độ của mình, cái con người của mình, cái tâm tính của mình, để cuối cùng là mình học được và mình tốt nghiệp. Chứ nó không phải là một cái nơi mà dĩ nhiên trước 30 tuổi chúng ta luôn rất là muốn show off, chúng ta luôn muốn là thể hiện ra là tôi sẽ đạt được cái này, cái kia, cái nọ. Nhưng những người sau 30 thường thì họ sẽ muốn cho người khác cảm giác được là họ đã đóng góp được những cái gì và họ đã trưởng thành như thế nào. Thì cái ước mơ của Tường, cái thời mà còn bằng tuổi em á, nó cũng rất là dữ dội và lớn lao. Nhưng khi mà Tường càng đi qua, Tường mới càng thấy là thật ra là những cái điều dung dị nó mới khó. Bởi vì nó thử thách cái sự kiên nhẫn của người đó rất là nhiều. Mỗi ngày mà mình làm một chút, mình cảm giác là nó không có gì thay đổi và mình cũng phải làm. Nó khó hơn cái chuyện là mình hô hào. Nó khó hơn cái chuyện. Và Tường nhận ra là khi mà Tường viết cái album song ngữ Inami, Tường đã luôn muốn là sau đó năm 2019 Tường ra đúng không? 2020 thì Tường đã muốn mình phải quay lại Mỹ và Tường viết nhạc tiếp tục. Mơ những cái giấc mơ rất là lớn. Và chính cái Covid đó nó đã làm Tường nhận ra là nếu cái khả năng của mình là chữa lành cho mọi người thì ở đâu mình cũng là chữa mà. Tại sao mình phải đi tới đó, mình đạt được cái đó thì mình mới gọi là mình đang làm đúng cái việc của mình. Như câu trăng trong chén nước thì vẫn là trăng thôi, trăng ngoài biển lớn cũng vậy thôi. Và tôi nhận ra là Tường nói thật đấy, là Tường kiếp sau rồi Tường không muốn ở trái đất này nữa đâu. Tường sẽ cố học, sẽ cố gắng học tất cả những gì mà cuộc đời này sẽ dạy Tường để Tường tốt nghiệp. Và Tường bye bye mọi người. Và Tường sẽ viết hết tất cả những cái suy nghĩ của Tường trong bài hát, trong có thể là trong sách, trong này nào kia, nhưng mà Tường sẽ không ở lại nữa. Tường không muốn ở lại, Tường không muốn học lại những cái bài học mà về vật chất, về tiền, về sự tranh đấu, về tất cả mọi thứ. Và muốn đạt được cái điều đó thì ngay từ lúc này mình phải tập trung học, phải đi vào trong, mình phải học. Và hy vọng là Tường sẽ tốt nghiệp, và nếu không gặp em ở đây, hy vọng gặp em ở hành tinh khác em nhé. Nhưng mà em nghĩ quá xa và em rào quá nhiều. Mốt nữa có lạng đi thấy thì sẽ bảo là không quen. Nhưng mà năng lượng sẽ nhìn thấy nhau, nếu mà thật sự có duyên. Bài hát tiếp theo.